Xin chào quý vị, tôi là Tâm Khiết. Ngày nay hầu hết mọi người đều có tín ngưỡng và tin rằng có một Đức Chúa Trời. Họ tin vào Đức Chúa Trời vốn có trong lòng của họ. Vì vậy qua thời gian, ở những nơi khác nhau trên khắp thế giới, người ta tin vào hàng trăm hoặc hàng ngàn vị Đức Chúa Trời khác nhau có thể có nhiều đức chúa trời đến vậy không chắc chắn là không vậy thì có tổng cộng bao nhiêu gì và ai là đức chúa trời thật không nhân vật nổi tiếng hay vĩ đại nào có thể trả lời rõ ràng câu hỏi này vì không con người nào có thể tiếp xúc trực tiếp hay nhìn thấy được đức chúa trời cuộc đời của mỗi người thì vô cùng ngắn ngủi những gì họ trải qua và chứng kiến rất hạn chế Ai có thể làm chứng rõ ràng về Đức Chúa Trời? Những người có thể làm chứng cho Ngài thật sự không nhiều. Chúng ta biết Kinh Thánh là tác phẩm làm chứng cho Đức Chúa Trời kinh điển và có thẩm quyền nhất. Nó chứa đựng bằng chứng rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng dạng vật. Và từ khi tạo dựng nên nhân loại, Ngài chưa từng thôi dẫn dắt cuộc sống của con người trên đất. Ngài ban hành luật pháp và các điều răn cho con người. Kinh Thánh cũng làm chứng về Đức Chúa Trời trong xác thịt rằng Đức Chúa Giêsu đã đến cứu chuộc loài người. Kinh Thánh tiên tri sự trở lại của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt làm công tác phán xét cứu rỗi loài người triệt để và đưa con người đến một đích đến tốt đẹp. Nên rõ ràng là vị Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh làm chứng cho là đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Điều này hoàn toàn có cơ sở. Một số người hỏi rằng Ai mới thực sự là Đức Chúa Trời Mà Kinh Thánh làm chứng cho Danh của Ngài là gì Chúng ta sẽ gọi Ngài là gì Ngài đã được gọi là Đức Giê-hô-va Rồi sau đó trong xét thịt là Đức Chúa giê -xu. Rồi sách khải huyền tiên tri Đấng toàn năng sẽ đến trong thời kỳ sau rốt là Đức Chúa Trời toàn năng Đức Chúa Trời này là đấng đã tạo dựng trời và đất dạng vật và nhân loại và ngài chính là đức chúa trời thật duy nhất đã luôn dẫn dắt và cứu rỗi loài người ngài bất diệt và có quyền tối thượng đối với dạng vật muôn loài và ngài tể trị dạng vật nên ai không phải là đấng tạo hóa và đức chúa trời thật duy nhất tất cả đều là thần giả mà thôi sa tăng là một thần giả và những thiên thần sa ngã đi theo sa tăng là các vị thần giả mạo lừa gạt con người và không có ngoại lệ ví dụ phật tổ quan âm ngọc hoàng thượng đế họ đều là thần giả còn có nhiều thần giả khác như các vị thần được phong bởi các hoàng đế các vị thần của những tôn giáo khác thì khỏi phải bàn vậy tại sao chúng ta lại nói họ là những thần giả vì họ không tạo ra dạng vật trên trời và dưới đất họ cũng không tạo dựng nhân loại đây chính là bằng chứng xác thực nhất tất cả những ai không thể tạo dựng muôn vật và cai trị dạng vật thì đều là thần giả một vị thần giả sẽ dám tuyên bố họ đã tạo dựng dạng vật không không đâu vậy thì còn việc tạo dựng con người thì sao càng không dám họ dám tuyên bố mình có thể cứu rỗi nhân loại khỏi sa tăng không chắc chắn là không khi các thảm họa thực sự đến nếu bạn cầu nguyện với thần giả họ sẽ xuất hiện chứ họ sẽ không thể xuất hiện mà sẽ trốn tránh đúng không vì vậy các thần giả không thể cứu rỗi nhân loại và tin vào họ chỉ là vô ích mà thôi tin vào họ sẽ là tự hại chính mình chuốc quả vào thân cùng bị trầm luân diệt vong với họ. Chính vì vậy, việc xác định ai là Đức Chúa Trời thật, là Đấng đã tạo dựng trời đất và vạn vật là việc chắc chắn tối quan trọng. Chúng ta cùng xem trong sách Sáng Thế ký chương 1 câu 1 nói gì nha. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất đây chính là câu đầu tiên trong kinh thánh điều này thể hiện ý nghĩa và thẩm quyền khủng khiếp nó chia sẻ lẽ nhiệm màu của việc đức chúa trời tạo dựng trời đất và dạng vật với nhân loại sáng thế ký ghi lại việc đức chúa trời dùng lời ngài mà tạo dựng ánh sáng và không khí cũng như mọi loài động vật cây cối và tạo dựng loài người bằng đôi tay ngài ngài đã tạo dựng dạng vật Ngài cung ứng và nuôi dưỡng dạng vật Ngài ban cho tất cả chúng ta mọi thứ để sống sót Loài người và mọi sinh vật Đều sống dưới các điều răn của luật pháp Do Đức Chúa Trời ban hành Đây chính là quyền năng Và là thẩm quyền độc nhất của đấng tạo hóa, Là thứ không con người, thiên thần Hay là tà linh của sa tăng Có thể sở hữu hay có thể đạt được Ta có thể nói chắc chắn Rằng đấng duy nhất có khả năng Tạo dựng dạng vật cũng như tạo dựng nhân loại đó chính là đấng tạo hóa là đức chúa trời thật duy nhất đức chúa trời đã tạo dựng dạng giờ dự tạo dựng nhân loại ngài tể trị tất cả mọi thứ và đồng thời đức chúa trời cũng dẫn dắt loài người và cứu rỗi loài người giờ chúng ta cùng xem kinh thánh nói gì nhé thuở ban sơ đức chúa trời tạo dựng nhân loại và sau khi Adam và Eva bị Satan cám dỗ, con người đã sống trong tội lỗi. Hậu duệ của Adam và Eva đã sinh sôi nảy nở trên đất, nhưng họ lại không biết sống như thế nào và cũng không biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Sau đó dựa trên kế hoạch quản lý của Ngài, Đức Chúa Trời đã bắt đầu công tác của thời đại luật pháp. Ngài ban hành luật pháp và các điều răn, dạy cho nhân loại tội lỗi là gì, họ nên làm gì và không nên làm gì để họ biết cách sống thế nào và cách thờ phượng Jehovah đức chúa trời đây chính là cách đức chúa trời dẫn dắt nhân loại bước vào con đường sống đúng đắn sau đó bước vào thời đại luật pháp nhân loại đã bị sa tăng làm cho bại hoại trầm trọng họ không thể làm theo luật càng ngày họ càng phạm tội nhiều hơn thậm chí cũng không có đủ của lễ chuộc tội để dâng lên nếu vẫn cứ như vậy nhân loại sẽ bị định tội và bị xử tử theo luật pháp. Để cứu rỗi toàn thể nhân loại, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, thành Đức Chúa Giêsu. Ngài đã đích thân chịu bị đóng đinh làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Sau đó thì không có ai phải dâng của lễ chuộc tội vì tội lỗi của họ nữa. Chỉ cần họ tin, thú tội và ăn năn với Chúa thì tội lỗi của họ đã được tha thứ, và sau đó họ có thể đi đến trước Đức Chúa Trời để hưởng mọi thứ ngài ban không có của lễ chuộc tội của đức chúa giêsu mọi người hẳn đã bị định tội và xử tử theo luật pháp và ta cũng đừng hồng tồn tại cho đến tận ngày hôm nay nên ta biết rằng đức chúa giêsu chính là đứng cứu chuộc của nhân loại là sự xuất hiện của đức chúa trời thật duy nhất thần của ngài là thần của jehovah đức chúa trời Ngài chính là sự xuất hiện của Jehovah Đức Chúa Trời trong xác thịt. Nói một cách dễ hiểu hơn, đó là Jehovah Đức Chúa Trời đã giáng thế là một con người để cứu chuộc nhân loại. Và Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Trong thời đại ân điển, Đức Chúa Giêsu đã thực hiện công tác cứu chuộc và mọi người tin vào Chúa thì đều đã được Ngài thứ tội. Mặc dù là được hưởng bình an và niềm vui của việc được thứ tội và mọi ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi một con người. Nhưng mà, loài người cứ phạm tội mãi không ngừng, con người vẫn cứ sống trong vòng quay tội lỗi, thú tội và lại phạm tội, chưa đạt được sự thánh khiết và họ chưa xứng đáng bước vào thiên quốc. Đức Chúa Giêsu đã hứa Ngài sẽ tái lâm trong thời kỳ sau rốt để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi mọi tội lỗi và làm cho họ tinh sạch để đưa họ vào dương quốc của Ngài. Hiện nay, Đức Chúa Trời đã đích thân giáng thế trong xác thịt, hoàn toàn ứng với những gì mà chính Ngài đã hứa. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán ra hàng triệu lời mặc khải các lẽ nhiệm màu về kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời và phán dạy nhân loại về mọi căn nguyên tội lỗi và sự chống đối của loài người đối với Đức Chúa Trời. Cách Satan tăng làm bại hoại nhân loại, cách Đức Chúa Trời từng bước cứu rỗi. Cách thực hành đức tin để được làm tin sạch và bước vào thiên quốc. Và cách để ta dân phục Ngài và yêu kính Ngài, cũng như kết quả và đích đến cuối cùng của tất cả mọi loại người. Có vô vàng lẽ thật được Đức Chúa Trời toàn năng phán không thiếu gì hết. Thấy bao lẽ thật được Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ như vậy, ta có thể xác thực rằng Ngài chính là Đức Chúa Giêsu đã tái lâm. Bởi vì chính Chúa đã từng tiên tri, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vậy diệt, Đức Chúa Trời toàn năng mặc khải quá nhiều lẽ thật, chẳng phải ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu hay sao? Chẳng phải Ngài là thần của Đức Chúa Giêsu đã tái lâm để công tác trong xác thịnh hay sao? Và vì vậy, Đức Chúa Trời Toàn Năng và Đức Chúa Giêsu đều là một thần. Và đồng thời, Đức Chúa Trời Toàn Năng là đấng cứu thế gián trần để cứu rỗi nhân loại một cách triệt để. Chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật. Ngoài Đức Chúa Trời ra, không con người nào có thể làm được điều đó xuyên suốt toàn bộ lịch sử loài người, không có bất kỳ ai có thể bày tỏ lẽ thật. Điều các dĩ nhân, danh nhân, ác quỷ và những tà linh mạo danh các vị thần nói đều là những lời ngụy biện, đều là dối trá và lừa gạt mà không có lấy một lời nào là lẽ thật. Chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại. Không có gì phải nghi ngờ về điều này. Đức Chúa trời đã tạo dựng trời đất dạng vật và toàn nhân loại. Ngài đã và đang phán và làm công tác để dẫn dắt và cứu rỗi nhân loại suốt từ trước cho đến nay. Chúng ta có thể tự tin nói rằng chỉ đấng tạo hóa có thể tạo ra trời đất cũng như muôn vật và tế trị số phận của toàn nhân loại mới là Đức Chúa trời thật duy nhất. Đức Chúa trời đã tạo dựng nhân loại chỉ có Ngài mới quan tâm đến giận mệnh và sự phát triển của toàn nhân loại kể từ khi đức chúa trời hoàn thành công tác sáng thế ngài đã tập trung vào nhân loại ngài đã chăn dắt chúng ta cung cấp cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta cần cung cấp vô vàn cho chúng ta ngài đã không rời bỏ chúng ta và bỏ mặt chúng ta sau khi tạo ra chúng ta vào thời điểm toàn thể nhân loại bắt đầu chính thức sống trên đất đức chúa trời đã bắt đầu công tác thời đại luật pháp của ngài ban hành các điều răn để hướng dẫn đời sống của con người trên đất. Khi con người bị sa tăng làm bại hoại đến nỗi không thể tuân giữ luật pháp, mọi người phải đối mặt với sự lên án theo luật pháp đến mức không thể quay trở lại. Vì vậy, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt là Đức Chúa Giêsu và đích thân hoàn thành công tác cứu chuộc của Ngài để tha thứ tội lỗi cho toàn nhân loại và cho phép họ được vui hưởng ân điển và phước lành do Đức Chúa Trời ban cho vào lúc thời đại ấy kết thúc Đức Chúa Trời một lần nữa nhập thể Thành Đức Chúa Trời toàn năng Để làm công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt Để cứu nhân loại hoàn toàn Khỏi tội lỗi và khỏi các thế lực của sa tăng Để dẫn dắt nhân loại đến mục đích đến tốt đẹp Mặc dù mỗi thời đại công tác của Đức Chúa Trời Có tên gọi khác nhau Và Ngài hoàn thành những công tác khác nhau Nhưng tất cả được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời duy nhất Ngài chỉ có duy nhất một thần Và Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất Điều này là không thể nào chối cãi Đúng như Đức Chúa Trời toàn năng phán Công tác trong toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời Được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện Giai đoạn đầu tiên, cuộc sáng thế Đã được đích thân chính Đức Chúa Trời thực hiện Và nếu không phải vậy Thì đã không ai có thể tạo nên loài người Giai đoạn thứ nhì là việc cứu chuộc toàn thể loài người và nó cũng đã được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện. Giai đoạn thứ ba thì không cần phải nói, có một nhu cầu thậm chí còn lớn hơn để chính Đức Chúa Trời làm công việc kết thúc tất cả các công tác của Ngài, công tác cứu chuộc, chinh phục, thu phục và hoàn thiện toàn thể nhân loại đều được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện. Nếu Ngài không đích thân thực hiện công tác này thì con người không thể đại diện cho thân phận của Ngài và cũng không thể thực hiện công tác của Ngài. Để đánh bại sa tăng, để thu phục nhân loại và để ban cho con người một đời sống bình thường trên đất, đích thân Ngài dẫn dắt con người và làm việc giữa con người. Vì lợi ích của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ngài và vì tất cả công tác của Ngài, Ngài phải đích thân thực hiện công tác này. Cả ba giai đoạn công tác đã được thực hiện từ buổi sơ khai cho đến ngày hôm nay đều được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời và đã được thực hiện bởi một đức chúa trời sự thật về ba giai đoạn công tác là sự thật về sự dẫn dắt toàn nhân loại của đức chúa trời một sự thật không ai có thể phủ nhận vào thời điểm cuối của ba giai đoạn công tác vạn vật sẽ được phân chia theo loại và trở về dưới sự thống trị của đức chúa trời vì trong toàn cõi vũ trụ chỉ tồn tại một đức chúa trời duy nhất này và không có các tôn giáo nào khác ai không có khả năng tạo ra thế giới sẽ không có khả năng chấm dứt nó trong khi đấng đã tạo ra thế giới chắc chắn có khả năng chấm dứt nó vì thế nếu một người không thể chấm dứt thời đại và chỉ đơn thuần có thể giúp con người tu dưỡng tâm trí của họ thì chắc chắn người đó sẽ không phải là đức chúa trời và chắc chắn sẽ không phải là chúa của loài người họ sẽ không có khả năng thực hiện công tác vĩ đại như thế chỉ có một đấng duy nhất có thể thực hiện công tác đó và tất cả những người không thể làm công tác này chắc chắn là những kẻ thù và không phải là đức chúa trời mọi tà giáo đều không tương hợp với đức chúa trời và vì chúng không tương hợp với đức chúa trời nên chúng là những kẻ thù của đức chúa trời tất cả mọi công tác đều được thực hiện bởi đức chúa trời thật duy nhất này và toàn thể vũ trụ được chỉ huy bởi một đức chúa trời duy nhất này Bất kể đó là công tác của Ngài ở Israel hay Trung Quốc, bất kể công tác được thực hiện bởi thần hay bởi xác thịt, tất cả đều được làm bởi chính Đức Chúa Trời và không ai khác có thể làm được. Chính vì Ngài là Đức Chúa Trời của cả nhân loại mà Ngài làm việc tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào. Đây là khải tượng vĩ đại nhất trong mọi khải tượng. Từ lời Đức Chúa Trời ta có thể thấy chỉ có một Đức Chúa Trời thật duy nhất và cũng chỉ có một đấng tạo quá Chỉ có chính Đức Chúa Trời Mới có thể tạo dựng dạng vật Và tể trị vận mệnh toàn nhân loại Ngài dẫn dắt đời sống Của nhân loại trên đất Cứu rỗi loài người Và dẫn dắt họ bước vào mục đích đến tốt đẹp Đúng như trong sách Khải Huyền đã nói Ta là Alpha Và Omega Là thứ nhất Và là sao chót Là đầu Và là rốt các thần giả không thể nào tạo dựng dạng vật được huống hồ là cứu rỗi nhân loại hay kết thúc một thời đại. Thần giả không thể nào thực hiện công tác mà Đức Chúa Trời thật làm. Thần giả chỉ có thể trưng ra vài dấu chỉ và vài phép lạ, truyền bá một số dị giáo và ngụy biện, lừa gạt và làm bại hoại con người. Họ có thể ban một số đặc ân nhỏ để thu phục mọi người, khiến mọi người thấp hương và thờ phượng họ như là Đức Chúa Trời vậy. Họ không thể tha thứ tội lỗi hay bày tỏ lẽ thật để hoàn toàn làm tinh sạch sự bại hoại của con người. Và đặc biệt là họ không thể cứu rỗi nhân loại khỏi thế lực sa tăng. Các thần giả dám mạo danh Đức Chúa Trời thật cho thấy họ xấu xa và vô liêm sĩ đến tột cùng. Và cuối cùng họ sẽ bị Đức Chúa Trời xích lại và ném xuống hố không đáy, họ sẽ bị trừng phạt. Những ai chống đối Đức Chúa Trời, rốt cuộc đều sẽ bị Ngài tiêu diệt hết. Vì vậy, để tìm kiếm Đức Chúa Trời thật, ta phải tìm kiếm đấng đã tạo dựng trời đất, muôn vật và cai trị dạng vật. Đấng có thể bày tỏ lẽ thật và công tác để cứu rỗi nhân loại. Đây chính là điểm mấu chốt. Chỉ có tin và thờ phượng vị Đức Chúa Trời thật duy nhất này. Chấp nhận lẽ thật mà Ngài bày tỏ và đạt được lẽ thật như là sinh mạng. Chúng ta mới có thể được giải thoát khỏi tội lỗi, được Ngài cứu rỗi và bước vào mục đích đến tốt đẹp. Nếu không biết ai là Đức Chúa Trời thật Thì ta phải tìm kiếm và tìm hiểu Không được nhầm lẫn thần giả với Đức Chúa Trời thật Chỉ vì họ làm dài phép lạ hay chữa được dài căn bệnh Đây là một điều cấm kỵ Vì họ không phải là Đức Chúa Trời thật Thờ phượng một thần giả chính là phạm thượng và chống đối Đức Chúa Trời Và đồng nghĩa phản bội Đức Chúa Trời thật tâm tính của Ngài không dung thứ cho sự xúc phạm nào. Nên những ai tin vào thần giả sẽ bị Đức Chúa Trời rủa xả và sẽ bị Ngài quỷ diệt. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Chừng nào thế giới cũ còn tồn tại, ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên các quốc gia, công khai ban hành các sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ. Bất cứ ai xúc phạm sẽ bị hành phạt. Khi ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của ta nghĩa là nhìn thấy tất cả công tác của ta trong khắp vũ trụ những người đi ngược lại ý muốn của ta nghĩa là người có hành động chống đối ta sẽ vấp phải sự hành phạt của ta ta sẽ thay đổi các vì sao trên các tầng trời và nhờ có ta mặt trời và mặt trăng sẽ được thay đổi bầu trời không còn là như trước kia nữa vạn vật trên trần gian sẽ được thay đổi tất cả sẽ được hoàn thành bởi lời của ta tất cả các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng vương quốc của ta làm cho các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi và tôn sùng vương quốc của ta tất cả các quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt và không còn tồn tại trong số con người trên toàn vũ trụ tất thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt tất thảy những kẻ tôn sùng sa tăng đều bị gục ngã dưới ngọn lửa thiêu đốt của ta ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy còn lại sẽ biến thành tro bụi khi ta hành phạt các dân sự những người trong giới tôn giáo trở về vương quốc của ta với những mức độ khác nhau được chinh phục bởi các công tác của ta bởi vì họ đều đã nhìn thấy sự xuất hiện của đấng thánh cưỡi đám mây trắng Tất cả con người sẽ được phân loại và phải chịu hình phạt khác nhau vì những gì họ đã làm. Kẻ chống đối ta đều phải diệt vong. Với kẻ có những hành động trên trần gian không liên quan tới ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai và dân sự của ta. Ta sẽ mặc khải với các quốc gia và các dân sự, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian tuyên bố công tác vĩ đại của ta đã hoàn thành, để cả nhân loại tận mắt chứng kiến. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị có câu hỏi, cứ thoải mái để lại bình luận bên dưới video. Chúng tôi biết là chương trình này sẽ vô cùng hữu ích cho quý vị. Kính mời quý vị cùng tham gia vào kỳ tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.